Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì Việt Nam ngày mới sáng nay chúng tôi sẽ gợi ý đến quý vị một món ăn sáng. Sáng nay thì sẽ là món xôi đậm chất Hà Thành. Nào, mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về món ăn này ạ. Thưa quý vị, Hà Nội thân thương không chỉ có lịch sử văn hóa lâu đời mà còn lưu dấu trong ký ức mỗi người yêu mảnh đất kinh kỳ những món ngon nước tiếng. Vẫn là hương vị xôi quen thuộc gắn liền với đặc trưng ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên xôi Yến lại mang phong vị riêng biệt, phong vị đậm chất Hà Thành. Để tìm hiểu thêm về câu chuyện của xôi Yến, Huyền My xin mời quý vị cùng đồng hành trải nghiệm trong chương trình hôm nay. Xin chào chị ạ. Rất vui khi gặp chị ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho bọn em. Quý vị thân mến, thương hiệu xôi Yến lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội là gần 30 năm tại con đường Nguyễn Hữu Huân. Và ngày nay thì để mở rộng vấn đề kinh doanh thì đã mở thêm một chi nhánh thứ hai ở Trần Hưng Đạo. Và ngày hôm nay thì Huyền My rất là vui khi gặp chị Phạm Thị Thơm, người đã đồng hành gần 17 năm đối với thương hiệu xôi Yến. Xin chào chị. Chào em. Hôm nay Huyền My đến thăm cửa hàng xôi Yến. Chị cũng có món ăn rất đặc biệt là xôi xéo gà nấm. Là món ăn đặc biệt của cửa hàng xôi Yến, chị sẽ mời em và cộng thêm một cốc sữa đậu nành. Đấy là món ăn xôi và nước rất là thịnh hành của giới trẻ bây giờ. Xôi gà nấm này nói chung là trưng là gà được xào và chọn lọc từng con rất cẩn thận, gà tươi ngon của chị. Xong khi đấy mới bác ra lọc và sơ chế lên là xào từng món gà nấm. Và ăn với xôi xéo thì có hành đỗ là rất là ngon. Em thử thử rồi. Dạ vâng. Xôi xéo gà nhưng gà xào này khác với gà luộc một chút là gọi là chanh cho nó thơm. Gà nấm này của chị thì đặc biệt là mình hàng nhập về là hàng tươi ngon và chọn được những con gà rất là ngon khi mình sơ chế ra và xào một nấm và ăn với xôi xéo thì là hương vị rất là hương vị cổ truyền của ta từ trước. Chị Thơm biết không, em Huyền My vẫn còn nhớ ký ức trong ngày xưa là có những cái thúng xôi rất là lớn rồi thì hương thơm từ đâu phố cũng có thể ngửi thấy. Nguyên liệu thực phẩm và chị làm thì là vẫn là nguyên hương vị cổ truyền ngày xưa, còn đồ dụng cụ thì có thể tân tiến hơn, nhưng mà hương vị thì bọn chị vẫn giữ nguyên thì gạo hoặc là đỗ xanh và hành khô các thứ là chị tự làm và chọn nguyên liệu rất là chuẩn và kỹ đúng. Nên là không bị mất đi hương vị cổ truyền của họ. Em được biết là không chỉ có món xôi gà là đặc trưng mà tất cả những cái loại xôi khác cũng có những cái nét riêng biệt của thương hiệu mình. Nghĩa là không chỉ có món xôi gà của chị mà còn rất lại nhiều món ăn khác và được đặc trưng hơn và chị chuẩn bị rất kỹ lưỡng. So với ngày xưa thì cũng bình thường nhưng mà giới trẻ bây giờ họ thích nhiều món ăn đổi mới hơn. Trước thì chỉ có là gà luộc và ruốc và chả trứng kho, nhưng mà bây giờ chị có cả gà nấm và trong cái đấy là thịt xá xíu. Thì con tàu bọn chị cũng nghĩa là giữ được hương vị cổ truyền ngày xưa nhưng mà cách thức làm các thứ này loại khác ngày xưa. Vị này là được thưởng thức gọi là lạ lắm. Thì Hà nghĩ đây là món đặc sản đặc trưng của Hà Nội thì mọi người có dịp đến Hà Nội hãy ghé đến xôi Yến. Các cơ sở trên Nguyễn Hữu Huân thì mình ăn thì quên từ ngày bé cơ. Từ bây giờ thì đây là những quán này mình mới đến đây thôi nhưng mà ăn rất là ngon. Cách đây khoảng 2 năm nay thì mình chọn quán ở đây. Anh em trong Sài Gòn, nước ngoài. Các tỉnh thì mỗi khi mọi người đến nhà tôi chơi, tôi hay dẫn cả con xôi Yến, hầu như ai cũng khen. Trải qua bao thăng trầm thì thương hiệu xôi Yến vẫn tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Và hy vọng thương hiệu xôi Yến sẽ trở thành một trong những địa chỉ đáng tin cậy để quý vị tìm hiểu một trong những món ăn ngon của Hà Thành. Tới đây Huyền My xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.